Chào, chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Sapa ơi. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại bản Xín Trải. Và ở bản Xín Trải này thì đang có một cái homestay rất là mới ở đây. Homestay tên là gì em nhỉ? Homestay mới em là Xín Trải Ecolot ạ. Xín Trải Ecolot, hôm nay mình sẽ đồng hành cùng với bạn. Bạn tên là gì bạn? Em là Mai Lan ạ. Mai Lan, Mai Lan. Có thể giới thiệu tổng quan một chút về khu, có thể nói là khu nghỉ dưỡng đúng không ạ? Vâng. Thì khu nghỉ dưỡng này thì gồm bao nhiêu căn bungalow? Khu nghỉ dưỡng mà em là có gồm 8 căn bungalow ạ. 8 căn bungalow. Mình có nhìn thấy là được thiết kế là 2 tầng đúng không? Dạ vâng. Thì thường thì mình sẽ bán cho các đối tượng khách như là gia đình đúng không? Vâng ạ. Em có 2 căn dành cho các gia đình, còn 6 căn còn lại là một giường đôi. Công suất tối đa ở đây thì thường là bao nhiêu khách để một kín được hết các phòng ở đây? Mà em hơn 30 khách ạ. Hơn 30 khách. Và bên mà em còn có cả tập thể ở trên này, trên nhà chính nữa. Các khu tiện ích ở nhà chính thì mình đã nhìn thấy đây là đằng sau đây là khu lễ tân này. Và trên đây là nhà hàng đúng không? Dạ vâng. Tầng 2 nhà hàng, tầng 3 là sẽ là khu ở tập thể. Ngoài ra thì cái chỗ này ấy, thì thường là các đoàn sẽ có những cái hoạt động như là team building này hoặc là đốt lửa trại. Vâng. Đúng không? Và bên cạnh đây thì mời các bạn qua xem cái bể bơi vô cực. Cái này chắc là không phải nước ấm đâu đúng không? Dạ không, ở đây là nước lạnh thôi anh ạ. Nước lạnh đúng không? Vâng. Đẹp quá nhỉ? Dạ vâng. Đặc biệt ở đây ấy, thì mình có thấy nhìn thấy luôn cáp treo các bạn ạ. Rất gần luôn. Rất là tiện. Rồi bây giờ thì Mai Lan có thể dẫn anh đi xem một cái căn phòng bungalow ở đây được không? Dạ vâng, được ạ. Đây, anh đi theo em ạ. Ở đây mát nhỉ em nhỉ? Dạ vâng. Không khí rất là trong lành nhỉ? Vâng ạ. Với lại đây rất thiên nhiên và yên tĩnh. Yên tĩnh đúng không? Dạ vâng. Ok. Các bản như Lao Chải, Tà Van hay là Tà Phìn thì mình thấy có rất là nhiều các khu kiểu rất là to ấy. Nhưng mà bản Xín Trải này hầu như đây là cái duy nhất đúng không? Dạ vâng, ở trong cái làm này thì cái này là cái duy nhất ạ. Cũng là cái đầu tiên và tóm lại là chưa biết là sau này có bao nhiêu cái nữa. Nhưng mà đây là cái đầu tiên to nhất trong làm này ạ. Ở đây thì mình thấy có một cái tông màu là màu đất, nó màu lâu ấy các bạn. Dạ vâng. Nhìn nó rất là dịu mắt. Ôi, đây là những căn phòng và một giường đôi đây ạ. Căn phòng một giường đôi cho hai người. Và cho hai người và có thể cho hai người lớn một em bé dưới 1 tuổi hoặc là 2 tuổi gì đó. Nếu mà còn một phòng nữa ở dưới đúng không? Dạ vâng, một căn này là bọn em có dặn là đi trên ngay trên chỗ mình đi lên ấy. Thế là mình có thể bán tách biệt được đúng không? Dạ vâng, bởi vì bọn em ở đây là làm hoàn toàn nó khác tách biệt luôn. Có khách thì người ta lại muốn yêu cầu có thể đi thông nhau nhưng mà hầu như nhiều khách là họ không thích vậy. Mỗi người một lối đi riêng đúng không? Dạ vâng. Đây phòng ở đây có điều hòa này, rất là mát luôn. Mặc dù thời tiết Sapa cũng rất là mát rồi. Nhưng mà chủ yếu chắc phục vụ cho mùa đông đúng không? Dạ vâng. Đẹp quá. Và trong này thì anh cảm thấy có một cái mùi gỗ đặc trưng nhỉ? Dạ vâng ạ. Nên là gỗ pơ mu. Gỗ pơ mu với lại cả gỗ thông ấy. Nên là nó kết hợp với lại cái mùi nó rất là khác khắt ạ. Thế ạ. Dạ vâng. Ok, trong phòng tắm này sẽ có có cả bồn tắm. Bồn tắm luôn. Dạ vâng, chiếc bồn tắm thì có cả kính có thể nhìn ra ngoài rất đẹp luôn ạ. Đẹp quá. Có cả tắm vòi hoa sen này. Dạ vâng. Và tắm cả bồn nữa. Đây. Ui, quá đẹp luôn. Mát lắm. Còn nếu mà làm riêng biệt như này nó sẽ tiện hơn ạ. Ôi, nó thấy nó khác biệt hơn. Ôi, ra ngoài này đúng là phóng tầm mắt 360 độ. Không vướng một chút gì cả các bạn ạ. Rồi. Từ đây thì đến bản Cát Cát chắc khoảng một cây thôi nhỉ? Chưa đến. Dạ vâng. Khoảng một cây số. Rất là gần. Vâng. Đi xe máy thì chắc chưa tới 5 phút. Tất cả các căn đều giống nhau như thế này ấy. Dạ vâng, tất cả các căn đều giống nhau nhưng mà có mỗi căn đầu với lại căn cuối đằng này là nó là giường hai giường. Một giường 1m6 và 1m2. Vâng. Nó dành cho gia đình. Cái phòng họ đề co mang cái tông màu rất là mát. Dạ vâng. Dịu. Vâng. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi một vòng quanh khu này nhỉ. Thường thì lượng khách sẽ đông vào cuối tuần đúng không em? Dạ vâng, thứ 6, thứ 7 là bọn em ở đây hầu như là tuần nào cũng kín luôn ạ. Còn giữa tuần với lại đầu tuần thì nó cũng bình thường. Bởi vì là những ngày đấy là họ nghỉ xong là đi làm hết rồi, lại không ấy.
Đây buổi tối sẽ có những cái hệ thống đèn bật này lên lung linh lắm nhỉ? Dạ vâng. Ok. Khách thì thích nhất điều gì ở đây? Khách thì thường ở đây thì họ thích được cái điểm là nó dễ yên tĩnh. Và rất là hòa nhập với lại thiên nhiên nên là khách thích địa điểm đó. Dạ và mà anh thấy nó cũng không có quá xa trung tâm đâu đúng không? Dạ cũng không xa đi nhưng mà đi xe ô tô chắc cũng rất là nhanh. Và chỉ tầm 10 phút. Ra khu bể bơi cho các bạn xem nhé. Bể bơi này thì sâu bao nhiêu em? Bên này thì sẽ tầm 2 mét ạ. 2 mét à? Và có nghĩa là bên kia dễ lông hơn. Dạ vâng, bởi vì bên kia nó tầm mét rưỡi. Mét rưỡi à? Dạ vâng. Bên này sâu hơn một chút. Đẹp quá. Và đi thì giờ Mai Lan sẽ dẫn mọi người lên mình lên nhà chính quan, là mình đi. Dạ vâng. Nhà hàng nhé. Dạ vâng. Bởi vì là khi mà du khách lựa chọn ở những cái nơi nó độc lập này thì người ta cũng rất quan tâm phần ăn uống. Và đúng rồi. Hầu như là sẽ không ra ngoài ăn nữa. Dạ vâng. Bởi vì như này thì đi ra ngoài rồi đi là lạnh nó cũng quá phức tạp đấy. Nên là khách thường thường người ta sẽ ăn tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ. Đúng rồi. Và dạ đây là nhà hàng, nhà hàng ăn sáng buffet đúng dạ, không? Dạ vâng. Hàng ngày ở đây. Dạ vâng ạ. Phòng thì mình đã bao gồm luôn cả tiền dạ, ăn sáng. Dạ có luôn ạ. Hoặc là nếu có thể làm BBQ có thể ở ngoài ban công kia. Ra ngoài ban công nữa được được đúng không? Dạ vâng. Hoặc là nếu mà đông quá thì họ có thể nếu tùy khách yêu cầu, họ muốn yêu cầu có gala thì mà em cũng có. Và đáp ứng yêu cầu luôn. Trên dạ này vâng. Lúc nãy ở dưới mình không có nhìn thấy các bạn ạ. Dạ. Bên đây thì có một cái khoảng không. Chỗ này có thể set up cho đoàn khoảng 15-20 người, rất tuyệt vời luôn. View mát ngoài trời nhỉ. Ok, ở đây thì có thể phóng tầm mắt ra xa những cái căn bungalow kia. Dạ vâng. Đến những cái mùa hoa mận hoa đào ấy, nó sẽ lở ra ở đây rất là đẹp đấy nhỉ. Dạ vâng. Phải sang tháng 1 thì nó mới đẹp. Bởi vì là lúc đấy hoa đang nở nên là hầu như là các nơi đều là hoa. Ê, đúng. Ok. Phòng thì Mai Lan có thể chia sẻ là nó giá nó rơi vào tầm bao nhiêu tiền? Dạ giá ở đây bây giờ mà em nó có 30% khuyến mại nên là bây giờ là một cái phòng đôi ấy thì sẽ là 1.3 triệu. Còn cái phòng hai giường phòng to ấy thì nó sẽ 1.5 triệu. Dạ vâng. Thế là một căn là có hai phòng. Dạ vâng, nhưng mà mỗi phòng là một triệu. Cả căn đấy thì nó phải là dạ, coi như vâng. Là hai phòng nhân dạ, đôi vâng. Lên đúng không? Dạ vâng. Giá thế cũng khá là hợp lý nhỉ anh dạ, thấy. Dạ vâng. Còn nếu mà sau này bọn em hết khuyến mại hết 30 tháng 8 rồi thì nó sẽ cái một phòng đôi kia là giường đôi kia nó sẽ lên 1.5 triệu, còn cái hai giường kia nó sẽ lên 2 triệu. Vâng. Vâng. Bây giờ mà em đang có khuyến mại nên đấy, còn nhưng mà nó cũng tùy vào những ngày đầu tuần hay cuối tuần. Bởi vì đầu tuần thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Ok. Còn cuối tuần thì nó sẽ lên ra bởi vì nó đông khách hơn. Dạ đông khách hơn ạ. Rồi. Và rồi. Anh có thể đi lên trên tầng nhà chính trên tầng. Trên nhà chính này vẫn còn à? Dạ vẫn còn ạ. Trên này là trên ở tập thể. Cho khách ở tập thể á? Dạ vâng, khách ở tập thể luôn ạ. Hay nhờ, anh dạ, vâng. Chưa cứ nghĩ là chỉ có những căn bungalow thôi. Dạ không, mà em ở đây là cũng nhà trên tầng trên nhà sàn này mà em cho khách ở tập thể luôn. Ví dụ như là 20 hoặc là 15-20 khách mà muốn ở chung với nhau thì có thể set up lên trên này. Mà em có 5 phòng này. Nhưng mà phòng thì hầu như là bị khóa mất rồi. Bởi vì hôm qua mà em có khách ở nên là khóa. Thế là dạ, vâng. Là cho đón khách đoàn đúng không? Dạ vâng. Coi như một không gian riêng. Dạ vâng. Không liên quan đến các căn bungalow. Dạ không ạ. Nói là khu tập thể nhưng mà mình thấy
Nó cũng khá là rộng rãi nhỉ? Dạ vâng. Và sạch sẽ. Vâng, ở trên này thì bọn em có thể đón tiếp được 25 đến 30 người. 25 30 người. Dạ vâng. Nếu mà không đủ thì có thể dậy dậy đệm xuống sàn xong là nằm xuống sàn luôn. Đây đi ra ngoài này chứ. Ui. Đấy cũng có view view có khi là panorama luôn. Dạ vâng. View kiểu các căn bungalow không khác gì nhau luôn. Dạ vâng. Đẹp quá. Đây là cái gọi là gây ấn tượng với mình đấy, mình cứ nghĩ là khu trên này hầu như chỉ là không có đón được khách các bạn ạ. Nhưng mà thực ra thì nếu mà khách có thể lên đây ngồi cà phê ấy, anh thấy view nó khá là ổn. Dạ vâng. Bởi vì nó cao. Đúng ạ. Có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc là đối với phòng tập thể này thì bên em tính như thế nào? Theo người ạ? Theo người ạ. Một người 350 một người. 350 một người. Dạ vâng. Còn nếu mà ở trong một cái phòng riêng đó thì nó sẽ rơi tầm 1 triệu. À, dạ vâng. Trong cái phòng kia? Dạ vâng. Trong phòng đấy cũng khép kín đầy đủ hết đúng dạ không? Dạ vâng, có. Nhà vệ sinh riêng ở trong đấy rồi là khép kín hết ạ. Hôm nay không có phòng nào có dạ thể xem nay, được à? Dạ có, nhưng mà tại em vứt trên cái chìa khóa ở bên dưới mất đấy. Ok. Dạ vâng. Nó gần như là cũng y xì như mấy cái phòng ở dưới bungalow nhưng mà nó không được có view bàn ra đấy, chỉ ngoài hiểu, đấy hiểu. Thôi. Dạ vâng. Nói chung là tất cả các cơ sở vật chất hạ tầng nó phải dạ. tốt đúng không? Dạ vâng. Đây. Dạ. Dạ vâng. Đây cũng có thể là nơi để cho các bạn đến chờ nhận phòng. Có đi xuống dần nhé, xuống này, xuống cho mọi người nhận phòng. Nghỉ ngơi trên này và như kiểu là chờ thời gian nhận phòng đúng không? Dạ vâng. Bởi vì mấy bạn em cũng đến sớm nhưng mà hôm nay bọn em có khách trả phòng muộn quá nên là giờ vẫn còn chưa dọn là chưa cho khách check in được. Xin chào.